Chào khán giả ha, hôm nay em quay giới thiệu về mô hình nuôi trồng hương đạt hiệu quả chất lượng. Đó, bên đây có rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, mô hình cho trồng hương ăn chuối nè. Đây là chuối cho trồng hương ăn nè, đó, như thế này. Đó, chuối thì mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản. Bên đây có rất là nhiều loại trồng kích cỡ khác nhau. Đó, đây là máng cho ăn nè, máng cho ăn của trồng. Đó, trồng hương nuôi sinh sản. Bên đây có rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản chiều cho ăn nha. Mình công đoạn là mình máng vô nè, máng vô cho trồng hương nha, máng vô từ con, mỗi con một máng, nó chuối nè, mình mỗi con một muỗng đó, mình cho ăn. Nó mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản đạt chất lượng, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, bấm nút đăng ký kênh để mình đi xem thực tế thì mô hình nuôi trồng hương giống như thế nào. Đó, chú trồng hương đó như thế đó, đây cũng vậy, đây là một chú trồng hương nè, lông sáng bự con dài đòn, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản đạt hiệu quả chất lượng cao hơn. Đây cũng vậy, đây là trồng hương giống sinh sản, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản. Đây cũng vậy, chú cho một cặp chú trồng hương đang ngủ. Đây rất là nhiều loại tròn kích cỡ khác nhau, ai cần thì bấm nút đăng ký kênh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình xem nha, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản đạt chất lượng hiệu quả của trang trại như thế này. Rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, trồng hương giống sinh sản ha, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản. Đó, đây có rất là nhiều loại tròn kích cỡ khác nhau, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế về mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản tại trại. Đó, như thế này đó. Cực đẹp nha, trồng hương lông sáng bự con dài đòn, mô hình nuôi trồng hương giống đó, như thế này. Đây cũng có, đây cũng vậy, chú trồng hương đang nằm. Đây cũng vậy, đây trồng hương đang nằm đó. Đây cũng vậy, đây là chú trồng hương đó, cực đẹp, lông sáng bự con dài đòn, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản ha. Bên đây có cung cấp trồng hương con, trồng hương lứa, trồng hương cá hậu bị được nhảy được đều có nha, hỗ trợ tư vấn tận tình cách nuôi, cách chăm sóc như thế nào luôn. Đây cũng vậy, đây một chú trồng hương ngủ, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản bự con lông sáng dài đòn ha. Hình nuôi trồng hương đây cũng vậy, mình quan sát chú trồng hương này, đây có cung cấp trồng hương con, trồng hương lứa, trồng hương cá hậu bị được nhảy được, ai cần thử cái liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để mình đi xem thực tế mô hình nuôi trồng hương giống ha. Đây cũng vậy, mô hình nuôi trồng hương tiếng kêu của trọn. Bên đây có rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản. Đây thì chú mấy chú này là mấy chú chạy nhảy, chú trồng hương chạy nhảy. Cung cấp trồng hương con, trồng hương lứa, trồng hương cá hậu bị được nhảy được đều có nha, mô hình nuôi trồng hương
Đó này những mắm cho ăn cho tròn, chiều mình múc cháo vô cho tròn ăn thế này nè. Mỗi con một muỗng. Mỗi con một muỗng ha. Đó, mỗi con một muỗng như thế này. Rồi ăn sớm. Nó cháo cho trộn hơn anh. Con một muỗng. À thấy không, rồi ăn trước. Một cháo cho trộn ha. Bỏ vô cho mấy con này. Nó sát mấy chồng. Trồng hương giống hiệu quả ha. Đây cũng vậy, đây tám mấy chục mấy chục chung trồng này. Chú mình đây. Đây có cung cấp chồng hương con, chồng hương lứa, chồng hương cá bị được nhé, được đều có nha. Chồng hương đang mang bầu, chồng hương đẻ một hai lứa đều có nha. Mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản.